Kính thưa quý vị, và sau đây thì chúng ta cùng Ali khám phá bí quyết giúp người mẫu tại Ali Fashion Journey 2018 luôn giữ được thần sắc rạng rỡ. Từ năm 2015, Ali Fashion Show không còn là buổi trình diễn thời trang mà đã mở rộng thành Ali Fashion Journey, một cuộc hành trình với thời trang với thông điệp cụ thể trong mỗi năm. Ali Fashion Journey là chuỗi hoạt động và hội thảo cùng đại diện các thương hiệu, các nhà thiết kế cũng như chuyên gia trong lĩnh vực thời trang. Tiếp nối Ali Fashion Journey vào năm 2017 với chủ đề thời trang bền vững, Sustainable Fashion năm nay, Ali Fashion Journey năm 2018 trở lại với chủ đề Fashion for Tomorrow, thời trang cho tương lai. Thiếu ngủ cũng gây ra nhiều tác hại cho sức khỏe thể chất và tinh thần. Hơn hết, thiếu ngủ còn làm tình trạng da xấu đi, khiến da thô ráp, xỉn màu, thiếu sức sống, có nhiều nếp nhăn. Do đó, các người mẫu luôn cố gắng ngủ sớm, ngủ đủ giấc và có chế độ nghỉ ngơi rất hợp lý. Họ luôn tuân thủ thói quen này không chỉ đêm trước trình diễn mà còn trong thời gian dài trước đó để có thần sắc hoàn hảo nhất khi sải bước trong đêm Ali Fashion Runway Show. Họ tập luyện nhiều hơn trước ngày trình diễn và các người mẫu của Ali Fashion Runway Show thường được ngưỡng mộ bởi thân hình hoàn hảo và sự uyển chuyển trên sàn diễn. Để có được một vài phút tỏa sáng, các người mẫu đã phải tập luyện căng thẳng trong thời gian dài. Trước ngày trình diễn, họ thậm chí còn tập luyện nhiều hơn để đốt năng lượng, nâng cao sức khỏe và định hình vóc dáng một cách hiệu quả nhất. Họ duy trì chế độ ăn uống lành mạnh. Người mẫu của Ali Fashion Journey nhiều năng lượng để tập luyện, do đó họ phải tuân thủ chế độ dinh dưỡng lành mạnh để có đủ năng lượng. Chế độ dinh dưỡng hợp lý sẽ giúp người mẫu tăng cường sức đề kháng, giữ cơ thể luôn khỏe mạnh và tràn đầy sức sống. Bên cạnh đó, ăn uống đầy đủ cũng giúp da có đủ vitamin và khoáng chất để trẻ đẹp hơn. Cách chăm sóc làn da khỏe mạnh và mịn màng hơn. Làn da cũng là một trong những vũ khí tối thượng của nghề làm mẫu. Họ cần làn da đẹp để tự tin và nổi bật hơn trên sàn diễn. Ngoài ra, người mẫu cũng phải trang điểm đậm và thường xuyên, nên họ càng cần chăm sóc da cẩn thận hơn. Bí quyết giữ làn da đẹp là tẩy trang, tẩy tế bào chết thật kỹ, và đồng thời họ cũng rất chú ý đến việc dưỡng ẩm để da luôn khỏe mịn màng. Họ cũng uống nhiều nước uống. Đó là bí quyết làm đẹp của rất nhiều siêu mẫu trên toàn thế giới. Bí quyết được cả Miranda Kerr hay Alessandra Ambrosio thường xuyên áp dụng. Nước mang lại rất nhiều lợi ích cho sức khỏe nên được xem như thần dược của thiên nhiên. Uống nhiều nước giúp tăng tốc độ trao đổi chất, giúp cơ thể khỏe mạnh, dẻo dai. Nước cũng giúp chống lão hóa sớm cho người mẫu, làn da căng mịn, tươi trẻ từ bên trong. Ngoài ra, uống nhiều nước còn góp phần ngăn ngừa tình trạng chóng mặt và căng thẳng quá độ. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up, it's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out, maybe it's the chemistry. It's time to break up so I can make a better me. Better believe in your mind cause it's everything. You can mold, shape, find almost anything. All it takes is some time. I'm immortal.
Vâng, kính thưa quý vị, Ali Fashion Runway Show là một hoạt động trong khuôn khổ Ali Fashion Journey 2018. Đây là đêm trình diễn thời trang thật rực rỡ với sự góp mặt của năm nhà thiết kế Tăng Thanh Hà, Nguyễn Hoàng Tú, Tom Tran, Lan Vi và thương hiệu Vin Pararin đến từ Thái Lan sáng lập bởi Vin Chakrathiwat và Pattatharin Pongkarasit. Khi nhắc đến nghệ thuật thì chúng ta không thể không nói đến cái đẹp. Vì đã là nghệ thuật thì phải đẹp. Xong, nghệ thuật không phải chỉ có vấn đề là cái đẹp, nó còn phải vừa đẹp lại vừa hay, vừa sâu sắc, thì đó mới chính là những điều rất quan trọng mà chính chúng ta cũng rất thường hay bị lẫn lộn. Và đó là tất cả những gì mà Johnny cũng muốn chia sẻ với quý vị trong ngày hôm nay. Johnny vẫn không quên cảm ơn tất cả quý vị đã theo dõi hành trình cùng Johnny và kính chúc tất cả quý vị một ngày thật nhiều niềm vui.